Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta bón phân để giúp cho cây hoa hồng chúng ta nó nở sớm. Cái việc cây hoa hồng chúng ta nó nở sớm hơn một tuần hoặc là nở chậm hơn một tuần thì hoàn toàn chúng ta có thể quyết định được các anh chị nhé. Tất nhiên là nó cũng cần phải có những cái điều kiện của nó. Thì trong video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta bón phân để giúp cho cây hoa hồng nó nở sớm. Đây là cái cây keng lốc của các anh chị. Hôm trước em có quay cho các anh chị cây keng lốc. Cây này của em nó được 19 bông hoa các anh chị. Đấy, và em nói là nó là 19 cái bát con. Các anh chị thấy chưa? Rất to các anh chị. Đấy, hoa này. Đấy, các anh chị thấy không? Đấy. Những bông là nó nở sớm hơn, nó tàn rồi. Đây, con bèo nó đã nở này. Đấy, chơi được hơn tuần rồi các anh chị. Đấy. Đó đúng. Các anh chị thấy chưa? Đấy, vườn em thì bây giờ là nó bắt đầu nó nở rồi. Em cắt là tỉa là ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch các anh chị nhé. Tính đến ngày hôm nay nó là 27 tháng 10, tức là nó mới được có 25 ngày các anh chị. Đấy, chưa đến 25 ngày. Đến ngày mùng 5 tháng 11 thì nó được 30 ngày. Vì vậy hôm nay là 27 thì nó còn một tuần nữa các anh chị. Còn một tuần nữa thì nó sẽ tròn một tháng. Nên em sẽ ép hoa, tức là em sẽ giúp cho cây hoa chúng ta của em nó nở. Đấy. Bởi vì thời tiết miền Bắc bây giờ là lở được hoa thì chúng ta sẽ chơi được lâu các anh chị. Đấy, những cái cây vàng Pháp của em nó lở rồi các anh chị này. Đấy, lũ to rồi. Lũ này chỉ cần không rét các anh chị nhá. Những cái lũ này chỉ cần không rét thì khoảng 4 năm hôm nữa là nó bung hết thôi. Cây này là cây ngọc lung linh. Hôm nào nó lở em sẽ quay cái ngọc lung linh cho các anh xem, em sẽ giới thiệu về cái dòng ngọc lung linh cho các anh chị xem. Nó là hoa chùm các anh chị nhá. Đấy. Rất nhiều lụ các anh chị, nhiều lụ lắm ấy. Cây này của em nó nhiều lụ lắm. Các anh nhìn thấy nó nhung nhúc. Đây này. Em có cây ngọc lung linh nó lở rồi các anh chị. Thế nhưng mà do là cái thời tiết nó chưa đủ lạnh các anh chị. Đây ngọc lung linh nó chưa có cái màu tím ở trong nhân này. Bây giờ bắt đầu nó có màu tím màu hơi hồng tím này các anh chị này. Đây này. Đúng ra là cái bên trong này các anh chị nó phải là một cái màu hồng tím cơ. Và nó cuốn cánh như thế này này các anh chị này. Đấy, bên trong này nó sẽ là cái màu hồng tím như thế này các anh chị. Nhưng mà do chưa đủ lạnh, vì vậy ngọc lung linh nó chưa có cái màu đó. Thế nhưng mà cái lứa tới này các anh chị, cái lứa hôm sau cái cây này nó nở thì chắc chắn nó sẽ có cái màu đó các anh chị nhé. Đấy, đây cái ngọc lung linh đây các anh chị, thơm. Dòng này thơm và rất là sai hoa, mặc dù là cánh nó rất là mỏng manh như vậy thôi nhưng mà nó bền hoa lắm các anh chị, không bao giờ cháy cánh. Đấy. Đấy, cây ngọc lung linh của em các anh chị. Đấy, em có cây ngọc lung linh nữa đây. Đấy. Em có 3 cây cơ. Đấy, còn Sapa của em đây này. Đấy, Sapa cắt ngày mùng 5 này các anh chị này. 27 hôm mà nó được thế rồi các anh chị thấy hay không? Đây, hé rồi này. Đấy, hôm nay em sẽ xử lý những cái cây này của em, em sẽ tiện em chia sẻ cho các anh chị cái cách để làm cho cái hoa chúng ta nó nở sớm. Dự định là những cây hoa này của em các anh chị. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng mùng 5 tháng 11 âm là nó sẽ nở các anh chị nhá. Bây giờ nó đang bằng cái đầu đũa này. Các anh chị thấy chưa? Lụ bằng đầu đũa này. À đây, còn đây là cái thực tế là cái dãy mà em cắt ngày mùng 5 tháng 10 đây. Đấy, thì bây giờ là như là cái cây này là cái cây Murilac hồng ngoại các anh chị. Thì em cắt sớm hơn. Tức là em cắt vào ngày mùng 1 ấy thì nó hở lở rồi này. Đấy, nó hé lụ này. Là ngày mai là nắng lên là nó bung các anh chị nhá. Thế còn những cây cắt mùng 5 đây này. Đây những cái cây này là những cây cắt mùng 5 này. Thì lụ nó đây. Các anh chị thấy không? Đấy, lụ nó to rồi. Đây. Sapa đây. Đấy. Cái chồi Sapa mà hôm em quay ấy các anh chị, đóng lụ rồi. Với cái lụ như vậy ấy, thì chỉ cần từ 7 đến 10 ngày nữa là nó sẽ lở các anh chị. Đấy, nhưng phải biết cách. Còn nếu không là nó nằm im. Đây cái cây. Đây, cây này là cái cây rõ ràng nhất này các anh chị. Đấy, bạch xếp này, hôm em cắt này. Em hướng dẫn các anh chị chi tiết em lấy mẫu cái cây này này các anh chị này. Đấy, và bây giờ lụ nó này. Đấy, phân hóa mầm hoa này. Các anh chị thấy chưa? Ba hoa này. Đấy. Lụ đây. Vậy thì muốn cây hoa hồng nó nở sớm các anh chị nhá. Nở theo ý của chúng ta, muốn cây nó nở sớm thì nó có nhiều cách. Đấy. Thế nhưng hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị cái cách mà em thường làm và rồi em sẽ chia sẻ thêm cho các anh chị một cái cách nữa để các anh chị chúng ta có thể
cho cái cây hoa của chúng ta nó nở đúng cái dịp Tết luôn, không chệch ngày nào luôn các bác chị nhá. Chệch là cái người chơi hoa nghiệp dư thôi. Còn những nhà vườn là thứ nhất, những người chơi hoa chuyên nghiệp là thứ hai, không bao giờ chệch được. Tất nhiên là nó phải có điều kiện. Thứ nhất, để làm cho cây hoa nó nở được các anh chị, thì nhiệt độ nhá, nhiệt độ là không được xuống thấp, tức là nó phải từ 15 độ trở lên, mà tuyệt đối là không được mưa. Đấy. Mưa thì không có cách nào làm cho hoa nở đâu các anh chị. Đấy, dù nhiệt độ nó không lạnh nhưng mà nó mưa nhá, nó mưa dầm ấy thì hoa cũng không nở được. Đấy, vì vậy là các anh chị phải lưu ý cho em là nhiệt độ không được xuống thấp và trời không được mưa. Đấy, không được dầm dề, mưa dầm dề các bác chị nhé. Mưa rào thì được nhưng mà không được mưa dầm dề. Đấy, nhiệt độ lúc nào nó cũng phải trên 15 độ, 18 độ trở lên là hợp lý nhất. Thì chúng ta sẽ làm cho cây hoa chúng ta nó nở sớm khoảng 1 tuần, từ 5 đến 7 ngày, hoặc là nở chậm hơn từ 5 đến 7 ngày. Vậy thì để mà cây hoa nó nở sớm ấy, mà bây giờ cái lụ của nó như thế này này, mà bắt nó nở sớm hơn 1 tuần nhé, thì từ cái lúc lụ này, từ cái lúc mà nó lụ như vậy đến cái lúc mà nó bằng cái đầu đũa này các anh chị này, thì các anh chị cần phải biết làm gì. Thứ nhất là phải biết cắt lước. Cắt lước các anh chị này, như những cây của em bây giờ này, đây các anh chị, nó khô rồi đấy nhá. Em cắt lước được, bây giờ là độ ẩm nó thấp lắm rồi đấy, đây này, độ ẩm nó thấp lắm rồi, em cắt lước được 2 hôm rồi. Từ ngày hôm nay em sẽ cắt nước, tức là sẽ không tưới nước cho nó các anh chị. Miền Bắc bây giờ là không cần tưới nước. Các anh chị lưu ý cho em nhé, cái cơ chế của thực vật ấy, nó sẽ là như thế này này. Khi một cái cây mà nó đang ở trong một cái môi trường gọi là hạn hán nhé, tức là ở trong một cái hoàn cảnh gọi là thiếu nước, hạn hán nhé các anh chị, mà đột nhiên nó gặp một cơn mưa rào nhé các anh chị nhé, thì ngay lập tức cây nó sẽ đâm chồi và nó vươn chồi rất nhanh các anh chị. Bởi vì mặc định nó sẽ hiểu là gì, nó sẽ không có nhiều thời gian để phát triển, vì vậy nó phải tận dụng những cái cơn mưa như vậy, hoặc là tận dụng những cái nguồn nước như vậy để phát triển. Vì vậy là khi cô anh chị muốn cây của chúng ta nó đâm chồi mạnh ấy, thì trước khi bón phân cô anh chị cần phải biết cắt nước, cắt đến mức mà nó khô này, nó khô trắng này, khô cứng luôn này. Đấy, xong cô anh chị bón phân, cô anh chị tưới nước lại, thì ngay lập tức là cái cây của chúng ta nó đang trong cái trường hợp, tức là đang trong cái hoàn cảnh gọi là thiếu nước, hạn hán các anh chị, mà nó nhận được nước ngay như vậy thì lập tức cây nó đâm chồi ngay và nó vươn chồi rất dài rất mạnh và không bao giờ nó chồi điếc. Đấy là cái kỹ thuật hôm nay mới chia sẻ cho các anh chị. Đấy, muốn cây không chồi điếc thì trước khi mà cây bón phân thì các anh chị lưu ý là dừng tưới nước cho đất nó khô trắng khô cứng lại, xong các anh chị bón phân thì không bao giờ chồi đâm ra điếc. Còn các anh chị nhá, cây nó không đâm chồi được là bởi vì đất nó quá ẩm. Trường hợp mà cắt nước để thúc hoa, khi cây đang trong cái môi trường gọi là nhiều nước các anh chị nhé, tức là khi cây đâm chồi là chúng ta phải cung cấp đủ nước cho cây. Nó đâm chồi rồi là chúng ta lại phải cung cấp đủ nước cho cây. Nhưng cây đang đâm chồi như vậy mà chúng ta dừng cắt nước một cái thôi, cây nó thiếu nước cái nó sẽ đóng lụ ngay. Bởi vì nó mặc định là gì? Nó không còn thời gian để sinh trưởng nữa. Nó trong cái sự phát triển của cây nó có hai cái giai đoạn các anh chị. Sinh trưởng và sinh sản. Sinh trưởng tức là sự phát triển của cây, phát triển chồi, phát triển là gì? Lá các anh chị nhé. Sinh sản là gì? Là phải đẻ ra những cái quả để duy trì cái loài giống của nó. Vì vậy là khi mà cây đang trong cái môi trường gọi là nhận được nhiều nước mà đột nhiên nó mất nước các anh chị nhé, nó thiếu nước là lập tức nó chuyển sang cái chế độ sinh sản các anh chị, nó sẽ đóng lụ để nó kết quả. Đấy, vì vậy là khi cây mà muốn cho ra hoa sớm, cô anh chị phải lưu ý dừng tưới nước khi mà cái đất của cô anh chị nó khô như vậy các anh chị. Đấy, em dừng rồi, mặc dù nó vẫn ẩm như vậy nhé, cây này vẫn đang ẩm này, nhưng mà phải dừng vài hôm là nó khô thôi, thì ngay lập tức là cái cây hoa của chúng ta cô anh chị sẽ thấy được cái lụ nó phát triển rất nhanh và nó sẽ lở các anh chị. Đấy là cái việc đầu tiên cô anh chị cắt nước. Cái thứ hai là gì? Bên trên này, bên dưới gốc cô anh chị nhé, nếu mà cô anh chị mà cắt nước rồi thì các anh chị rắc kali đỏ ấy các anh chị, kali clorua mà em đã chia sẻ trong cái video kỹ thuật bón phân cho hoa hồng từ lúc cắt cành đến khi nở hoa ấy, các anh chị rắc xung quanh thành chậu. Nhưng nhá, các anh chị lưu ý là khi tưới nước cho cây trong cái giai đoạn mà muốn cây họ nở hoa sớm ấy, thì chỉ tưới theo kiểu dạng gì, tưới mồi thôi. Tóm lại là chúng ta tưới để làm sao cho cái đất của chúng ta nó có hơi ẩm thôi. Đấy,
Cái trường hợp mà khi mà cây nó thiếu nước quá mà nó héo gục ngọn như vậy thì chúng ta sẽ phải tưới nhiều. Thế còn trường hợp mà cây nó không có biểu hiện gì thiếu nước thì tuyệt đối chúng ta chỉ tưới mồi thôi, tức là nó chỉ ẩm với cái bề mặt chậu thôi. Để cho cây nó gì? Nó ra hoa các anh chị, nó nở hoa. Bên trên nhá các anh chị nhá, bên trên này. Rắc kali xuống gốc rồi nhá. Bên trên các anh chị dùng cái gì? Dùng cái đầu châu 901. Dùng cái đầu châu 901 này. Nó rất là nhiều lân và kali này, kết hợp với cái antolix các anh chị nhá. Kết hợp với antolix này. Các anh chị phun. Đây này, khi cái lụ nó như thế này này. Các anh chị thấy chưa? Hoặc là nhỏ hơn là như thế này các anh chị nhá. Tức là cái lụ nó chuẩn bị bằng cái đầu đũa rồi. Là các anh chị phải kết hợp đầu châu 901 và antolix các anh chị phun. Cái bộ đôi này ấy. Ôi chết rồi. Đây các anh chị, bộ đôi này. Từ 5 đến 7 ngày một lần. Phun từ 5 đến 7 ngày một lần. Thì từ cái lúc mà nó đóng lụ nhỏ nhỏ như vậy đến lúc nó lở các anh chị, tối đa nó chỉ có gì? Có 14 ngày thôi. Vì vậy ấy, nếu các anh chị phun 5 ngày một lần thì các anh chị sẽ phun được 3 lần. 3 lần cái bộ này. Còn nếu các anh chị 7 ngày các anh chị phun thì các anh chị chỉ phun được 2 lần thôi. Được chưa? Thì sẽ phun từ 2 cho đến 3 lần. Thì cái lụ hoa này các anh chị này, nó sẽ lở sớm hơn một tuần. Nó sẽ lở sớm hơn một tuần các anh chị. Đấy. Nhưng lưu ý quan trọng nhất nhé các anh chị nhé. Hôm nay em có lên một cái diễn đàn ở trên Facebook ấy. Có một bạn ấy có cắt tỉa hạ thấp cây theo cái phương pháp của em. Mặc dù là bạn ấy đăng lên đó, bạn ấy hỏi là bạn ấy có làm theo một bạn ở trên YouTube là cắt hạ thấp cái cây đó. Mặc dù bạn ấy không nói đến, không đề cập đến kênh của em. Nhưng mà với cái phong cách chăm sóc hoa hồng đó thì 100% là bạn ấy xem kênh của em. Và bạn cắt hơn một tháng cây không đâm chồi. Vậy thì vấn đề nó ở chỗ nào? Vấn đề nó ở chỗ là bộ phim nó có 2 tập. Bạn ấy chỉ có xem cái tập cắt tỉa thôi. Còn cái tập bón phân là bạn ấy không có xem. Đấy là nhất. Thứ hai là nhìn cái mặt chậu của bạn ấy. Lúc nào nó cũng ướt sũng. Mà ướt sũng là không bao giờ cây đâm chồi, mà không bao giờ cây lở hoa các bác chị nhá. Đấy. Hôm nay bắt đầu em hướng dẫn các anh chị cắt nước để cho cây nó lở sớm. Thì lần sau muốn cây nó lở muộn thì lại phải tưới nước. Các anh chị thấy chưa? Tưới nước vào cây không bao giờ đâm chồi, hoặc là nó không phát triển chồi, hoặc là nó không lở hoa. Đấy, nó nghịch lý ở cái chỗ đó. Tức là cây chỉ hạn hán thôi nhá. Gặp hạn hán thì nó rất nhanh ra hoa ra lụ. Tức là cái cành nó nhanh già này các anh chị này. Cái chồi nó nhanh già thì nó nhanh ra hoa ra lụ. Còn cây được cung cấp đủ nước thì nó ì, nó lại không thèm đóng lụ, nó không thầm lở hoa. Đấy, các anh chị thấy chưa? Đấy, nhưng cái quan trọng nhất là bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta làm thế nào để cho nó lở cái hoa sớm hơn. Đấy, thì hôm nay em quay nhé. Thì tuần sau em sẽ quay cái cây hoa này của em cho các anh chị xem là nó cái mức độ nó đến đâu rồi. Đấy, sau một tuần nữa, tức là cái cây này, cái vườn hoa của em này, em những cái cây này các anh chị này, em cắt tỉa này, cái vườn này thì dự định nó chỉ là 35 ngày thôi. Thì đến ngày mùng 5 nhé, mùng 5 tháng 11 nó mới được có 30 ngày, tức đến ngày mùng 10 nó mới được gì? 35 ngày. Đấy, tức là đến ngày mùng 10 tháng 11 thì em còn những gần 2 tuần nữa các anh chị, 14 ngày nữa cơ. 14 ngày nếu mà tính 35 ngày thì cái vườn này là 100%. Nhưng em tính 30 ngày thôi để em test thử cho các anh chị xem cái khả năng 30 ngày cái vườn hoa này của em có lở không. Mặc dù lụ bây giờ nó mới thì mới có thế này thôi các anh chị nhá. Đấy, xem một tuần nữa sau xem cái mức nó như thế nào. Đấy, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách làm cho hoa lở sớm. Còn em sẽ hướng dẫn các anh chị cách tiết hoa để nó lở chậm hơn. Thì hình như năm ngoái em có cái video đó nhưng mà em lại gỡ mất rồi. Tại vì nó là bí kíp thì em phải gỡ. Không, nhà vườn họ mượn, họ làm nghề mất, họ đang sử dụng chính cái kiến thức của em để đi kiếm tiền mà. Vì vậy là cứ thư thoảng em lại phải gỡ những cái video đó, em làm lại. Video hôm nay thì em xin phép dừng lại đây thôi. Có anh chị cần hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc hoặc là phân thuốc thì có anh chị có thể liên hệ với em qua cái số Zalo trên màn hình. Xin chào tất cả các anh chị nhé.